Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2020, huyện Mường Khương đã thực hiện công tác di chuyển công dân đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn huyện từ khu ký túc xá trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện sang địa điểm đồn biên phòng Mường Khương cũ. Đồng chí Phùng Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện trực tiếp chỉ đạo công tác di chuyển cách ly. Việc thực hiện công tác di chuyển khu cách ly được huyện Mường Khương triển khai nghiêm túc theo đúng quy trình, từ công tác di chuyển các công dân bằng xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa huyện, đội ngũ y bác sĩ lái xe mặc quần áo bảo hộ theo đúng quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, lực lượng công an huyện cũng tiến hành tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, trang suốt quá trình di chuyển. Đặc biệt, sau một thời gian thực hiện công tác cách ly tập trung tại khu ký túc xá trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện sang địa điểm trụ sở cũ đồn biên phòng Mường Khương, với mục tiêu để nhà trường tổng vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng, chuẩn bị đón các em học sinh đi học trở lại trong thời gian tới.